Trước lễ đài, chúng ta đã hội tụ đông đủ, phấn khởi và trang nghiêm chuẩn bị cho nghi lễ trao bằng công nhận trường tiểu học Mường Bú A đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2017-2018. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô, các bậc phụ huynh về dự lễ công nhận trường tiểu học Mường Bú A đạt chuẩn quốc gia ngày hôm nay. Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh hướng lên sân khấu thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục: 1. Hát múa Thẳng Hướng Tương Lai, sáng tác Phạm Đình Sửu, biểu diễn đội văn nghệ xung kích giáo viên nhà trường. 2. Đơn ca Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác Thanh Bình Tân Việt, biểu diễn thầy giáo Minh Thuận cùng tốc múa phụ họa. 3. Múa Người Gieo Mầm Xanh, dựng múa thầy giáo Bảo Dũng, biểu diễn thầy giáo Bảo Dũng cùng tốc múa học sinh. 4. Song ca Thầy Cô Là Tất Cả, nhạc Bùi Anh Tú, biểu diễn các em học sinh Quỳnh Giao Mai Ly cùng tốc múa phụ họa. 5. Hát múa Tự Hào Người Giáo Viên Nhân Dân, sáng tác Xuân Hòa, do các thầy cô giáo cùng các em học sinh biểu diễn. Sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu.
cùng nhau.